Đây, mời tất cả các anh em quay trở lại với Life trên Chukolo. Phần trước thì chúng ta đều đã biết em gái Alex của chúng ta, người đẹp nhưng bạc phận, anh trai vừa mới gặp được một ngày thì đã bị tai nạn đá lở sụt núi và qua đời. Sau đấy thì chúng ta bắt đầu biết được rằng là cái công ty Typhoon nó đứng sau cái việc cho nổ núi. Thế thì chúng ta sẽ cùng điều tra để xem là cái công ty này nó như thế nào, ai là người đứng sau, kế hoạch của bọn chúng là như thế nào nhé. Cảm ơn Đỗ Dương. Tán Rian đi anh, hôm trước chả ôm nhau à mầm còn gì nữa. Anh Rian chả rúc mặt vào coi như là thung lũng núi rồi còn gì. Anh em không xem à? Đây, bộ ba đấy. Em cậu có siêu năng lực không? Hai người đùa tôi đấy à? Cái này là hôm trước mình đã kể cho thanh niên Rian rồi. Và sau đấy thì hai người cũng qua, thanh niên Rian lại kể lại cả em Step. Em Step này là cũng là bạn chơi thân với cả anh trai của mình nhá. Chơi thân cả anh trai của mình. Cảm ơn Đỗ Dương. Tôi thấy bảo là con game này là anh em có thể ship được Alex với cả Step, mà cũng có thể ship được Alex với cả Rian. Thế giờ anh em cho tôi hỏi này, có cách nào con game này mà tôi có thể ship cả hai không? Đấy, từ lúc nào mình thích ấy thì mình đi với Step cắt kéo. Có lúc nào mà mình thích ấy truyền thống thì mình đến với Rian, có được không nhỉ? Bọn tớ không lừa cậu đâu. Cậu nhìn tớ với Rian giống người lừa cậu lắm à? Tất cả là sự thật đấy. Được. Thế thì cho tớ biết là tớ đang suy nghĩ cái gì. Bắt mình đọc suy nghĩ. Cậu đang cảm thấy hơi đau đớn vì bọn tớ chưa nói với cậu, đến tận bây giờ mới nói với cậu. Cậu không muốn bị bỏ rơi à? Tớ nói biết luôn là em này đang cảm thấy hơi lạc lõng, kiểu là không được chia sẻ cái bí mật này sớm hơn ấy. Em này sợ rồi. Sợ chị cho em. You knew exactly what to do. À, như vậy là cái trò đá bóng là cậu cũng biết là phải chơi thế nào hả? Tức là lần trước là mình nhường nó thắng thôi. Sorry. Sorry. Lúc đấy cậu rất buồn bởi vì là anh trai của tớ mới mất, nên tớ muốn giúp cậu một tí, tớ không muốn thắng cậu. You did. I'm just surprised. Tớ rất bất ngờ đấy. Never thought I'd have a freaky empath friend. Không ngờ tớ lại có cái người bạn đặc biệt như cậu. So, any sign of Diane today? Hôm nay có thấy Diane đâu không? But she was in yesterday working on her laptop. Hôm qua thì cô ấy có ở đây, cô ta làm việc ở laptop. Afraid of something around Gabe's death. Cô ấy... If she's covering up what Typhon did, I bet there's proof. Cậu nói rằng là cô ấy sợ thứ gì đấy liên quan đến cả bọn Typhoon. If she comes in today, nếu hôm nay cô ấy đến đây thì chúng ta bắt đầu với cả một cái kế hoạch trước đi. Nhưng mà trước đấy tớ phải hoàn thành ca làm của tớ đã. DNA chính là nhắc lại với anh em mà DNA là người yêu của cái thằng người yêu của thằng gì tớ quên, bố mất tên rồi. Thằng gì tại sao mà quên mất tên, nó quên tên nhiều khổ quá. Thằng tên là cái gì nhỉ? Từ từ anh em đừng chắc là tôi nhớ được cái thằng đó tên là thằng tên là từ từ đã, tôi đang nhắm mắt, tôi không nhìn thằng tên là tôi đau nhớ. Mark ở thằng kia anh em đéo hiểu. Rồi em Diane đấy là cũng đang rất là sợ hãi sau cái chuyện vừa rồi xảy ra. Hôm trước là mình đã thẩm vấn thằng Mark rồi. Riley là người yêu mà. Đúng rồi, tôi nhầm mẹ rồi. Đúng rồi, lên cơn loạn thần bố rồi. Riley là người yêu mà. Thế còn DNA là ai nhỉ? DNA là ai? Thế suốt cuộc DNA là ai? Hui DNA.
Diane là giám đốc công ty Typhoon à? À ừ, ơi mà tôi đã gặp con Diane bao giờ đâu nhở? À không, hình trước là mình gặp nó ngồi ở chỗ với nó ngồi ở đây đúng không? Hôm trước nó ngồi ở chỗ này đúng không? What the fuck is this shit? Tôi đã gặp con này bao giờ đâu? I better do some cleanup before my shift is over. Bây giờ phải đi dọn bàn, dọn biếc. Diane là bà không vui trong đám tang. À đúng rồi, hôm trước là cuối buổi trưa hôm trước. À, nhắc lại tất cả các anh em hôm trước chưa xem này, bởi vì là anh em nhìn thấy cái thumbnail bẩn quá anh em không kích vào, bởi vì là sợ là vấy bẩn tâm can này. Là hôm trước là trong cái buổi tưởng niệm cái chết của anh trai mình thì con mụ Diane đấy đi cùng hay đi cùng với ông già ngồi ở cái bàn ở giữa ấy kìa. Là nó tỏ ra một cái thứ gì đấy rất là hồi hộp, nó tỏ ra hồi hộp bất nhẫn. Cho nên là đoán là nó có biết một thứ gì liên quan cái vụ tai nạn đấy. Rồi nhớ. Quên già rồi, em thông cảm đây. Lần trước là em mới ngồi với cả ông Ducky ở đây đúng không? Lần trước là em mới ngồi với cả ông Ducky đấy. Chắc lốt này, người yêu của coi như là người yêu cũ của anh trai này. Dọn bàn ở đâu ấy nhỉ? Nói chuyện cả Charlotte xem như nào. Hey Char. Chào Charlotte. Hey, Alex. Chào Alex. I heard you agreed to help out with chị nghe today. Nói rằng em oh yeah. I don't really know what em giúp cái, em giúp cái gì? Me neither. I just hope we can get Ethan into it. Chị hy vọng là chúng ta thể đưa Ethan. Is everything okay? Mọi chuyện vẫn ổn chứ chị? Yeah. Đừng lo. Don't worry. Chắc chắn thằng bé sẽ thích cái này. Hay là điều trị hay là cái gì đấy? Nó bảo mình giúp cái gì nhở? Đây là đang làm mấy cái đồ chơi cho đứa con chơi đúng không? Vợ chứ người yêu gì đâu? Vợ nào? Đã lấy đéo đâu mà anh em bảo người vợ? Người yêu thôi, có con rồi. Đây là cái lễ hội mùa hè đây đúng không? À đây. Trông Alex mặc cái bộ này trông xinh nhở. Tôi rất thích con gái kiểu mặc cái áo sơ mi kiểu như này này. Trông, à đây rồi. Diana đây rồi. Hey, welcome. Chào em. I'll be right with you. Chào chị, em sẽ đến chỗ chị ngay. Ôi, trông tươi tắn hơn. Ừ, con gái mặc cái kiểu áo sơ mi kiểu này trông đơn giản mà xinh mà. Nhiều khi chị em có ai thích váy vóc các thứ ABC ấy. Nhưng mà nhiều khi đàn ông người ta thích đơn giản giống kiểu tôi ấy. Thích đơn giản, mặt cứ xinh thôi. Ok. She's here. Là tôi thích lắm. What's the plan? Chị ta ở đây rồi. Kế hoạch của chúng ta là gì? Chúng ta có hai kế hoạch. But nhưng mà bọn tớ vẫn đang chọn một trong hai thứ. Work shopping. What does work shopping? Ý các cậu là sao? Exactly. Work shopping là cái gì? It means Ryan won't admit that. Có nghĩa là Ryan không đồng ý là cách của tớ là hoàn hảo. Okay. So here's what I'm thinking. I asked tớ Diane sẽ on a date. Oh, wait, muốn hẹn hò với Diane. So Diana. She doesn't notice one Ryan Lucan swiping her laptop. Ryan carries said laptop. Ryan sẽ lấy trộm laptop để coi như là xem cái dữ liệu bên trong đấy, tìm bằng chứng. Not important. À, kinh quá nhỉ. Em sợ test bị ra, đã định ra hẹn hò luôn, kinh chứ. Oh my god, please tell me you have something better. Cậu có kế nào hay hơn không? Có. Now to be clear, it's the same plan. À, anh có kế nào hay hơn không? Except chứ? Rất đơn giản thôi. I'm the distraction. Anh sẽ là người đánh lạc hướng. Look, Steph, I don't even think she's gay, all right? À, anh không nghĩ rằng là cô ấy lét đâu. The rugged mountain man type. Cô ấy sẽ thích người đàn ông mạnh mẽ. Plans are. Là sao? Cái gì từ từ đã?
Không biết gì hết, anh chọn đi. Chỉ chọn nhá. Được rồi, thế thì mình sẽ cho step ra thử xem. Okay, maybe these plans do need some more time. Okay, quách này có lẽ là có thêm thời gian. It's a simple plan, literally two steps. Đây chẳng kế hoạch rất đơn giản thôi mà. You just need to choose. Cậu chỉ cần chọn xem ai là người nóng bỏng hơn thôi mà. Tớ sẽ không làm đâu. À không, cái này là mình bảo là mình không đồng ý với hai quách này. Đây là mình không đồng ý với hai kế hoạch này. Mẹ. Đấy, bây giờ hai em ấy bảo là chọn một trong hai. Chọn ai? Bắt mình phải chọn rồi. Dù mình có nói là cái quest này không hay chăng nữa, bắt mình chọn thôi, chứ step để cho nó có gì ấy, nó đặc biệt anh em nhá. Step nhá. Let's go with step. Trời, step đi. Of course, Ryan có vẻ buồn. Ryan, em nghĩ rằng là step phù hợp với công việc này anh ạ. Fuck yes. In your face. Yeah, nhìn mặt anh kìa. Look, I appreciate the tớ cũng không biết là cô ấy có thứ gì xứng đáng để chúng ta phải ăn cắp đồ cô ấy hay không. Tớ chỉ muốn quăng nói chuyện với cô ấy thôi. Có thể tớ sẽ khiến cô ấy thể hiện cái cảm xúc của mình ra. Tớ sẽ cho hai người biết khi nào nếu mà tớ cần cái sự tham dự của hai người. Ok. Ôi trời, trông mặc kìa. Cảm ơn Alex. Bây giờ mình phải làm thế nào để tác động vào con Diane này? Mình có hai phương án. Một là phương án đi thẳng vấn đề luôn. Tôi biết chị phải chịu trách nhiệm cho cái vụ tai nạn đấy. Hoặc là hai là mình nhẹ nhàng hơn, khôn ngoan. Mình bảo là giúp em đi chị ơi. Vì Gabe chị ơi. Đấy. You know, all I want is justice for my chị biết là em chỉ muốn cái sự công bằng cho anh em thôi mà. Giúp em đi. Help me. Giúp em. Alex, I can assure you that Typhoon is committed. Chị có thể chắc chắn với em rằng là công ty Typhoon đang thực hiện những cuộc điều tra sâu rộng. We want to find those responsible. Bọn chị cũng muốn tìm xem ai chịu trách nhiệm cho chuyện này, giống như em thôi. Đó là sự thật đấy em. À, rượu mừng không muốn uống, mày lại muốn uống rượu phạt à? She's got a great poker face. Chị ta giả điên giỏi đấy, không giống như Mark. Nhưng chúng hãy cùng đọc suy nghĩ của chị ta xem sao. Con này giả chân kinh đấy. Giả chân kinh đấy. Giả chân kinh đấy. Tội nghiệp Gabe. Không ai xứng đáng phải bị chết đau đớn như thế. Cô ta đang buồn. Mình sẽ phải khiến cho cô ta tiếp tục nghĩ về cái chết của Gabe. Mình sẽ phải hỏi về một số thứ mà có liên quan đến Gabe trước đây để tác động vào con này, cho nó nhớ lại về Gabe thì nó cảm xúc nó sẽ tăng lên. Thí dụ là trước đây Gabe từng làm bartender ở đây, có thể là Gabe sẽ hay mang bia cho con này uống. Mình sẽ tác động với con này nhớ lại. MU lại 1-0 à? CR7 ghi bàn anh ơi. Việt Nam mình công nhận nhiều fan của MU nhỉ. Fan MU đâm vãi lìn. I bet you and Gabe threw back a lot of these together. Chắc là chị với cả Gabe cũng đã thân thiết với nhau lâu rồi chứ. Anh ấy đúng là một bartender giỏi. Rồi, tiếp tục sở tích cơ. William Bloom, Gabe rất là thích ông ấy. Anh ấy dành cả năm chỉ để nghe ông ấy hát. À đâu? Thấy thật à? Cậu ấy có sở thích hay đấy. Blomme chắc là một ban nhạc hoặc là tên một ca sĩ gì đấy. That's a nice cross. Oh, thập tự giá ngon đấy chị. Cảm ơn em. Bức ảnh. Such a cute photo. Bức ảnh dễ thương đấy chị. My niece and nephew. They're adorable. Cô với cả cháu chị. Do you have enough napkins? Chị có muốn thêm giấy không? Yeah. Chị ổn em. Chị có quay tay đéo đâu mà cần nhiều giấy thế? Typhoon does a lot of local hiring, huh? Typhoon có vẻ tuyển nhiều người khu này vậy nhỉ chị nhỉ? Ừ, công ty bọn chị đang phát triển nên là tuyển thêm nhiều người. Are you joining in the LARP later? LARP là cái gì nhỉ anh em nhỉ? We're all hoping it will cheer him up. Chị có gia nhập vào nhóm LARP không á? I'm sure he'll appreciate it.
chị không thể tham gia được. Now I need to pick something that will push Diane's emotions over the edge. Cái LARP nó có phải là kiểu chữa trị cái trầm cảm hậu chấn thương không anh em? I need to rile Diane up. Maybe asking about the right things could help. Tôi không hiểu lắm chứ, tức là đang có một cái chương trình LARP để giúp cho thằng bé Ethan ấy sau vụ tai nạn vừa rồi ấy. Thì có phải nó là cái chương trình kiểu như là để giúp cho người sau cái một cái sự vụ gì đấy, một cái tai nạn gì đấy không nhỉ? Tại vì con Alex nó bảo là tham gia để giúp Ryan, à giúp Ethan mà. Mà lúc nãy thì mẹ của Ethan là Chuck Lott thì cũng bảo là cảm ơn đang tham gia chương trình ấy, đang vẽ mấy cái poster các thứ ABC cho thằng bé nó chơi hay sao ấy. Leap action role play. Sao lại leap action? À nó là đánh trận giả. Thằng bé Ethan thích mấy cái truyện tranh nên tổ chức cho nó. Rồi ok, thank you anh em đấy. Có anh em MDP. Nó là kiểu đánh trận giả, Leap Action Role Play. Rồi. Tức là vẫn là giúp cho thằng bé đấy sau cái vụ tai nạn đấy, chắc là nó cũng bị chấn, kiểu như là bị chấn thương về tinh thần đúng không? Rồi tôi hiểu rồi, thank you anh em. I know you're not a bad person. Em biết chị không phải là người xấu. But my brother is dead. Nhưng mà anh em đã chết vì coi như là công ty Typhoon. Chị cảm thấy thế nào? Em thực sự muốn biết cái suy nghĩ của chị. How does that make you feel? Đấy. I actually want to. Chết là vì chị với công ty Typhoon cho nổ gì? Chị phải có chịu trách nhiệm chứ. Alex, chị bọn chị Typhoon cố gắng làm mọi thứ để giải quyết vấn đề này. Đó là sự thật. Em hiểu không? Doing everything we can to address the situation. Văn vở. Rồi nó sợ rồi, bắt đầu xanh lên rồi. Xanh là mình sẽ thâm nhập được vào bên trong. All right. That's the emotion I was looking for. Đấy, mình sẽ thâm nhập vào bên trong. Cảm nhận luôn toàn bộ cái trải nghiệm của Diane. Được rồi, bây giờ mình sẽ tìm kiếm xem cái điện thoại. Như vậy là có bằng chứng nào đấy ở bên trong cái điện thoại và cái quyển sổ này. Đây là biểu tượng của công ty Typhoon đây. Hai thứ này là có tài liệu. À đây kia là... Sẽ kiểm tra từng thứ một. Cảm ơn anh em AKTOT nhá. Này trước. Quyển này là quyển gì đây? Anh ta đến đây vì muốn tìm cuộc sống tốt hơn giống mình. Anh ấy thì đã ra đi, còn mỗi mình ở đây. Anh ấy là ai? Người yêu hay ai? Từ từ đã. Anh ấy đến đây tìm cuộc đời sống tốt hơn giống mình. Nhưng anh ấy đã đi, chỉ còn lại mình ở đây. Ý chỉ ai? Có phải là Gabe không hay là ai? Điện thoại. Hello? Cô Jacob đấy à? Tôi là Pai đây. Tôi xin lỗi, tôi đang rất là bận. Đó là tai nạn. Loại tai nạn gì? Đợi đã, còn một thứ dấu khác. Từ từ, có cái gì đây? Mình không thể nào hủy những cái thứ mà Typhoon đã làm. Nhưng ít nhất là mình phải bảo vệ những gì của mình khỏi họ. Như vậy là cô ấy có những cái bằng chứng về hành động của bọn Typhoon ở trong cái USB kia. Có vẻ như mình phải đánh lạc hướng cô ấy thật rồi. Lấy cái USB em ơi, trong USB là có toàn bộ tài liệu về cái vụ tai nạn. DNA đang che giấu, nó ở trong USB. Nhắn tin cho hai đứa, cho step ra. Đấy, đến lúc cắt kéo rồi. Is cắt kéo time, sit so time. Ra đây. Giờ cho Ryan xem. Chính là Gabe à? Cái đoạn tưởng nhớ kia trong cái quyển kia là Gabe hả?
cái mà nó chỉ nói hi, tôi chả biết là ai. Hey Diane. Ê, chào Diane. Oh, hey Steph. Ờ, chào Steph. Em sao rồi? What's your deal? Thế giờ chị sao? Ờ, sao em? Are you single? Chị còn độc thân semi-single? Hay là có người yêu rồi? Taken, but still down to get drunk. Chơi không? Trông cái giọng điệu kiểu gợi đòn. chị không ngờ được chuyện này. Okay. Am I blushing? I feel like I'm blushing. Yêu hiểu. Đã đang bảo là cái này là blushing, có phải là chị có đỏ mặt không đúng không? Thích à? Thích chật kìa. Ừ. Thích rồi. Bây giờ chọn cái nào nhỉ? Ở trong thích à? Chọn cái nào nhỉ? Big time là thời điểm quan trọng đến rồi đúng không? Còn cái này là no, tức là không, chị không đỏ mặt đâu. Mình chọn big, tôi đã không rõ là mình chọn cái nào để xít xồ. Chọn cái nào mới xít xồ đây? Không thì sẽ bảo là chị không đỏ mặt đâu. Còn cái này là thời điểm tốt rồi đấy chị à? Big time gì? Big time nhá. Big time nhá. Yeah. Ừ. I could see your em có thể nhìn thấy rõ ràng rồi đấy chị. Super. Real good look for me. Chị không biết phải nói gì bây giờ nữa. No sweat. Cứ nghĩ về chuyện đấy đi chị. Get back to me. Sau đấy quay lại gặp em. I'm not going. Em không anywhere. Đi đâu. Ơ kìa. Con này nó không hiểu gì. Khó. Đang nửa chừng đấy. Đang nửa chừng xuân chuẩn bị leo đỉnh núi rồi thì ngã. Đau. Ơ kìa. Ơ kìa. Choáng. Thích choáng. Khổ. Đáng hứng mẹ. Đấy chúng nó cười. Bọn mất dạy chúng nó lừa chị tôi khổ. My heart is pounding. Tim của anh đập nhanh quá. Steph, there's a very real chance that you. Ờ, Steph, cậu đúng là có cơ hội để tán được Diane rồi đấy. Wouldn't be the first time. Đây không phải lần đầu tiên đâu mà. Quỳnh, được đấy. Chuyện này tuyệt vời đấy. Quỳnh. I hope this was worth it. Tớ nghĩ là tớ hy vọng là chuyện này đáng giá. Password protected. Thôi chết rồi, có password rồi. Let Bian đánh thử vào hoặc là xít xô. Tôi sẽ mang chỗ Riley để xem coi có giúp được không. Cô ấy rất giỏi về máy tính. Hóa ra Riley giỏi về máy tính. Trong đấy chúng ta có việc phải làm. Cậu vẫn muốn giúp đúng không? Đây cái trò chơi đấy là nhân vật ở trên bàn. Lấy mũ gặp tớ ở công viên. Đừng quên mang theo guitar, ok? Ok được rồi. Sao nó bảo mình là mang theo cái mũ gầm từ đó xong đi lên, đi ra công viên để chơi cái trò chơi gì mà anh em bảo ấy đúng không? One question. When the khi nào trò chơi đấy kết thúc, tớ có thể giữ được cái nón đấy không, cái mũ đấy không? Còn tùy thuộc vào cái việc là cậu làm thế nào. Damn, gauntlet thrown. Ờ đúng rồi. Riley còn định nhập học lập trình cái thứ gì IT đúng không? Ừ, vô của mọi nghề tôi quên. Đúng rồi. Đã từng cùng cả Gabe từng học nhóm cùng cả Riley để xin học mà. Cầm theo đã. Tôi nhớ rồi. Riley sinh năm 96. Ừ. Khổ thần, nghĩ vẫn thương bạn Diane nhỉ. Khổ. Nó mới hỏi có mỗi một câu thôi là đã ướt hết cả rồi, khổ. À quên,
Đã đỏ hết mặt rồi, khổ. Cái gì đây? One day, I'll stop being a freeloader. For now. À, ông Z ông ấy để lại cái giấy. À, bác rất đánh giá cao cháu khi mà cháu bắt đầu trả tiền thuê cho bác. Nhưng mà cháu cứ để vài tháng đi. À, để ổn định đã, sau chúng ta có thể nói chuyện. Rồi. Mình định trả luôn tiền thuê nhà cho ông Z. Ừ. Ông bảo thôi cháu cứ bình tĩnh. Mũ à? Ờ, tôi cấm cái mũ. Mũ đâu nhở? Mũ đâu? Where's mũ? Đây, chắc đây, chắc trong này. Huh. There it is. Đây. Đây đúng không? Oh shit. Ây da. Feather on the hat must have fallen off. Chồng, nhưng mà nó bị rơi mất cái lông chim. Bình thường trên mũ có cái lông chim, nó rơi mất cái lông chim. Gabe's last effects from the coroner. Pike dropped it. Thằng kia nghe MDP. Lão Z này tốt quá. Đáng nghi lắm. Anh em MDP đấy. Đấy anh em xem đấy, đấy. Viewer kênh tôi đấy. Để có mỗi cái thumbnail chụp ảnh thôi thì coi như là chửi loạn đấy, là bẩn. Xong rồi một ông, một bác già rất là tốt, bác ý coi như là ủng, bác ý để cho mình hoãn tiền thuê nhà, lại bảo là ông ý định làm gì. Chết không. Ôi giời ơi, đây là thư tình của bạn cha Lốt. Anh trông nóng bỏng quá, nhanh kết thúc ca làm việc của anh đi. Ôi giời ơi, mẹ dù đến nhà ấy đây, khổ. Chỉ còn mỗi một que diêm. Đừng bỏ cuộc. Never know when you'll need a light. Này có chết từ không. I'm not giving up yet, Gabe. I better find that feather. Steph is a stickler. Tìm ra xem có lông chim. Phòng này trước đây là của Gabe thì tôi nghĩ là chắc cũng nhiều lông chim thôi. Quan trọng là đã dọn nhà hay là hút bụi gì chưa. À, kiểm tra ngăn kéo hay xem sao. I still haven't gotten you open yet. Must be a key around. Chưa mở được cái này vì mình cần phải có một cái chìa khóa. À, thế chả phải à? Thế không phải là trước đây Gabe sống ở đây thì anh ta chắc là nghịch cái mũ này thì cái lông chim nó rơi ra gì nữa. Thế bây giờ nếu mà mình chưa dọn nhà, nếu mà nhỡ may có ai dọn rồi quét đi mất cái lông chim đấy đi, còn gì anh em bị làm sao đấy? Không thể hiểu được luôn, nói câu gì mà người ta bẩn. Không hiểu, giờ phải nói thế nào? Steph, I will murder you. À, Alex à, Sir Tep nói với bác rằng là cháu định sẽ chơi đàn ở trong cái lần, cái lần kiểu như là chắc là biểu diễn ở trong cái quán bar ấy. Cháu có làm được không? À, hỏi mình có làm được không? Chả hiểu luôn. Giờ để xem cái lông chim. À đây đây đây, lông chim đây rồi. Đấy. Nhìn chưa? Không có lại bảo tôi là bẩn. This feather separates the buskers. Nhìn thấy cái lông chim chưa? From the bard. Đấy, con lông chim đây là cái gì? Đấy. Anh em thấy trên cái lông chim là có nhiều lông chưa? Nó một cái lông chim lớn, bên trong nó có rất nhiều lông. Nên tôi mới bảo là chỗ này Rian Gabe sống bị nhiều lông chim lắm. Còn gì nữa? Ok. Cái anh em MDP. Tin nhắn của ai đây? Có gì đâu. Alex the Bard, ready to serve. Time to đi thôi. Đến giờ đi rồi.
mô tả kỹ thế làm gì. Ơ chứ phải mô tả kỹ chứ. Không có lại bảo sờ chim mơ không có tâm. Chơi không để ý gì cốt truyện. Lông chim già bạc màu thanh tâm. À thế là cái lông chim này là của bác Z à? À đây thằng bé đây. Tức là mình cũng chắc là chơi nhạc cho nó vui lên thôi. Trông dáng của dáng Alex đẹp nhỉ. Trông cái dáng người Alex ấy. Ê. Bây giờ thật với anh em, các bạn gái cứ thích cái kiểu người kiểu nó cứ phải mảnh khảnh gầy đét như cái bọn Trung Quốc hay bọn Hàn Quốc ấy. Người phải như thế này chứ. Em không cần chị phải an ủi em, làm em vui lên đâu. So, maybe this wasn't the most subtle idea. Cái này không phải là sáng kiến hay cho lắm, nhưng mà em có thể vui lên vì chị không? À không, thầy nó quý Gabe thì mình sẽ bảo là vui lên vì Gabe. Gabe was so excited to LARP with you. Gabe rất thích chơi trò này cùng với em. Really, chị chắc chắn là anh ấy muốn lắm đấy. Em cũng muốn làm chuyện này, chỉ là thằng bé lại tỏ ra buồn. Mọi người đều làm việc vất vả. Và nếu mà em không vui thì mọi người sẽ thất vọng lắm. À, thằng bé nó sợ là nó đang buồn ấy. Nó tham gia trò chơi mà của mọi người chuẩn bị sẵn cho nó mà nó lại không vui vẻ thì mọi người sẽ buồn. Áp lực, áp lực. Must be weird having a bunch of adults pressuring you to dress up. Nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng có vẻ nhiều người lại đang bắt em phải vui à? Phải, đặc biệt là mẹ em. Mẹ em luôn luôn tỏ ra buồn. Cho nên là em phải, nhưng em không thể giả vờ vui được. I'm like bummed out. But I can't just pretend. Thế thì em đừng giả vờ. Mình phải dạy nó từ bé là sống đừng có sống giả chân. Em không cần phải giả vờ vui. Em đã buồn em cứ nói thẳng ra em buồn. So, đừng giả vờ nữa em. Cứ là bản thân em thôi. Just be yourself. Or yourself with a foam sword and a funny hat. But what if I'm still, nhưng mà nếu em vẫn, you know, không thấy được vui thì sao hả chị? Then don't. Thế thì đừng có phải vui. Cũng ổn mà em. Không ai có tỏ ra thất vọng khi mà bắt em phải vui đâu. Alright. Vâng. Rồi, cầm kiếm, cầm kiếm lên. Em không muốn làm chuyện một mình đâu. Chị phải giúp em. Of course. Đương nhiên em. Hôm trước tôi đọc, tôi thấy Trung Quốc bây giờ còn cấm là mấy cái bộ phim mà đưa cái nhân vật nam ấy, quá là ẻo lả ấy. Tôi thật, mấy hôm trước tôi xem cái phim kiếm hiệp hay là cái tiên hiệp gì của Trung Quốc ấy nhỉ? Ôi trời, tôi nhìn mấy anh võ hiệp trông cậu có thể là người anh hùng mà tôi cần không? Hãy kể cho tôi về cuộc phiêu lưu của cậu đi. There's a bunch of stuff. Có nhiều thứ lắm. Nhưng mà có thể maybe cho cái chị này, chị hát hát thay cho tôi được không? Sure. Vâng, được. Hát thôi anh em. Kraken. A kraken ate a city every year until it died on Thanor's spear. My goodness. You must be Thanor's bard Alexandra, whose songs have magical powers. It sounds like you are exactly the heroes I need. Có vẻ như cậu chính là người anh hùng mà tôi cần. Tên tôi là vua Tabor. The age of monsters has come upon my kingdom. Con quái vật đã xâm chiếm vào vương quốc của tôi. Rất nhiều con quái vật kinh khủng ở trên đường phố. Mọi người sống trong sợ hãi. But there's hope. Nhưng mà có hy vọng. Có một cái viên ngọc bí ẩn được gọi là viên ngọc linh hồn có thể giúp được chúng ta. Tôi cần cậu đi kiếm ở trong cái vương quốc này, ở bất cứ nơi nào, mang đến cho tôi những cái viên ngọc đấy. Cậu hiểu không? Yeah. Được. Yes. Good.
Todd, thế thì đi luôn đi. Người của tôi đang trông đợi vào cậu đấy. Should we start with the main road? Okay. Hãy đi tìm mấy cái viên ngọc thôi. Mẫu bị thẻ đỏ à? Nói thật với anh em, tôi đéo thích được MU mới đau. Vì lòng tôi đã thuộc về Bayern. Nhân vật của mình đây, tên mình là Alexandra, người nửa người nửa tiên, thuộc cái chủng tập gọi là cái bát này, nó gọi là gì nhỉ? Bát này nó gọi là kiểu người đánh đàn ấy. Nhưng mà đúng ra là nên gọi bằng cái từ gì cho đúng nhỉ anh em nhỉ? Cái từ bát này là gọi cái người đánh đàn, nhưng người ta hay gọi bằng cái từ gì nó chuyên nghiệp hơn nhỉ? Level mình là level 1. 10 máu. Gọi là hát rong. Người hát rong, đúng không? Hát rong. Mình có cả phép thuật các thứ ABC luôn. Đây, đây là bản đồ của Vương quốc đây. Ôi giời ơi, tôi phải tìm mấy viên ngọc ở đây à. Tìm đâu giờ? How to tìm? How do we know where to look? Tìm ở đâu bây giờ hả chị? Chị không biết. Đây thế mới đúng là phiêu lưu chứ. Đây. Cái gì đây? Ca sĩ thợ hát à? À, thợ hát. Kinh quá nhỉ, đây là cái này là giúp mình hồi lại toàn bộ máu, lại còn hủy được tất cả những cái star, những cái effect hại lên cơ thể. What is that? It's a magic scroll we can use in một cái tờ sách phép. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, khổ Rian trông kìa. Ok, đây là một con sói, trông sói kìa. Chúng ta làm gì bây giờ đây? Chúng ta chặt cua đi, à quên, chúng ta phải đánh nó đi. Cái gì đây? Final Fantasy à? What the hell? What the? Cái gì đây? Final Fantasy à? Kinh đấy chứ. Ê, than vào luôn. Ấn tách luôn. Chém luôn. Thơn bay nghe mà. Kinh đi chứ. Alex sử dụng ngón đòn dị magic. À, Alex thì hồi máu. Còn cái stirring him là cái gì không biết. Stirring him. Double Feanor's next attack. À, tăng gấp đôi đam của Ethan trong đòn tấn công sau. Hai damage. Ethan tấn công đi em. Burning Blade. Burning Blade. Láo này. On fire for the next two turns. Hai damage và tiếp tục cháy tiếp trong vòng hai turn nữa. Có đồ gì không? Không hiểu tôi đang chơi cái trò gì đây. Alex, tấn công thôi. Untuned cord. Ai à? One damage. Diễn như thật. Ok, xong rồi. Sói đi rồi. Quá đơn giản. Oh, oh, oh. Loot. Ok, kìa, có đồ để loot kìa. Kinh đi chứ. À, nhưng mà cái này cũng hay ý nhở. Bọn trẻ con chắc thích cái kiểu này lắm đấy. One damage to allies. Có thêm skill rồi. Better be nice to Thanor. Bắn ra quả cầu lửa. 3 damage. Kinh quá nhở, cho kẻ thù và 1 damage cho đồng minh. Sử dụng một lần trong một trận đấu. Let's keep going. Trẻ con thích trò này, có khi hôm nào tôi phải dàn dựng cho thằng Boom vào chơi. What do you think this key is for? Maybe it unlocks something in one of these stores. Chồng. Ai nhắn tin kìa? I probably drop in on Riley and thank her in person.
À, em ra đây em hẹn mình ở shop. Nếu có gì muốn hỏi thì cứ đến hỏi em ý. Ờ, à, mình đang cần giải mã cái USB. Sau vụ này thì mình sẽ đến chỗ Riley. Rồi chiến nhau đâu tiếp đây. Thật tôi chỉ sợ chơi vậy. Được hai phát xong rồi nó lại lôi mấy cái đao, mấy cái kiếm của nó ra. Nó chém tôi luôn đi chứ. Nó quan tâm gì là bao nhiêu máu với lại các thứ. Nó cứ thế nó nhảy vào nó chém tôi. Nó mà lại quan tâm đến máu thì đã tốt. Looks like the Black Lantern is part of the LARP. Hey, let's hear your riddle. Nghe thanh niên đọc thơ à? Có ba người anh hùng chết à? Xanh, tím, đỏ. Ba viên ngọc. Tên chúng là gì? Làm sao? Maybe we can look for some clues. Mẹ. Violet phải tím anh em. Xanh, tím, đỏ là ba viên ngọc. Màu của ba viên ngọc. Vấn đề là nó để ở đâu? Có máu? Dàn dựng kinh phết đấy chứ. Looks like you dropped something, Diane. Diane đánh rơi. Từ từ. Looks like you dropped something, Diane. Diane có hẹn gặp với cả bác sĩ vào mỗi ngày thứ ba lúc 10 giờ sáng. Đây là quán rượu. Đi ở trong quán rượu. Có mẫu đây tìm không em? Yeah. Vâng, vào đi chị. Let's go in. Game làm khúc này làm gì nhỉ? Nó, tôi nghĩ là nó giúp chúng ta có sự gắn kết hơn ấy. Bởi vì là cũng game nó cũng muốn là Alex của chúng ta càng ngày càng có sự gắn kết với cả người dân ở trong. Ôi trời ơi kìa, dựng cả tay chân bị chém kìa, kinh vậy. Trò chơi trẻ con mà. Sao làm tởm vậy? Ôi trời ơi, những người còn sống đúng không? Yêu ơi, game nó trẻ con mà làm máu me bị khô kinh vậy. Are you the bartender here? Ông có phải bartender ở đây không? Không. Bọn quái vật nó ăn hết cả người ở đây rồi. Nên tôi phải tự phục vụ. Thank you Như Quỳnh. Do you know what this key is for? Ông có biết cái chìa khóa để làm gì không? Belong to Barry, the tavern keeper. À, nó thuộc về Barry. Chân của anh ta kia kìa. Làm game ghê vậy. So if you want to try all of the locks. Nếu cậu muốn thử tất cả những cái khóa, chắc anh ta cũng không phiền đâu. Ta vẫn là chỗ gạt cha. Ôi, trông tay với chân, trông có kinh không? Đây, trông này. Hứ hiểu luôn. Okay, I think I checked all the compartments. Someone knows how to keep Thanor busy. Thằng bé nó sẽ đi kiểm tra chỗ để mở khóa. Có khi đây chính là con quái vật đóng giả đấy. Tại sao còn sống được? How did you survive the attack? Cái cuộc tấn công đấy. Well, I'm not proud of it, but I tripped an elderly woman. Cái gì? She had it coming. Stingy dish wench. Trốn sau một bà già hay là cái gì? Hay là cái gì tự... Bọn wanna cháu đang có nhiệm vụ. Em có muốn kể cho mấy nhiệm vụ không? Bọn cháu so có nhiệm vụ là kết thúc cái con quái vật ở đây. Để không ai còn phải sợ nữa. Let me give you something. Hãy để ta đưa cho cháu một thứ có thể hữu dụng. Thanks. I'm gonna go ahead and guess we'll be meeting a snake. Cái này là để khiến cho con rắn nó bị
buồn ngủ. What? We're gonna keep looking around. Good luck. Kỹ năng làm cho rắn buồn ngủ à? 2-0 lại là Ronaldo. Kinh vậy. Ghi bàn lấy được, ghi bàn cho người khác, ghi bàn với chữ. Ghi bàn lầm, ghi bàn lột. Cái đoạn này nó làm hơi dài dòng lê thê nhỉ. Đoạn này làm hơi dài dòng lê thê. This kingdom has serious problems. Đây là danh sách những cái con quái vật đây đúng không? Oh gosh, I think Ducky dropped this. Để danh sách các loại quái vật. Steph thought of everything. Sách về các loại quái vật. She's amazing at this. Cái gì cơ? Nó vừa miệng ra gì chứ? Tôi làm quái gì rồi? What happened to the rest of the music? Lại có thêm skill mới. Chỗ này tôi nghĩ là nó nên làm ngắn thôi. Ví dụ như là một số trận chiến ngay ở bên trong cái công viên kia thôi. Guess Lawrence is gonna need a new business advisor. Đây nó kiểu cố gắng để biến hẳn thành một cái con game ấy. Biến hẳn thành một con game đi. Đi điều tra rồi là đi khám phá các thứ ABC. Tất nhiên là cũng được thôi. House Bard. Sorry, Steph. Alexandra is pretty happy with her current gig. Có cả Blacksmith bán kiếm, bán vũ khí. Còn có một cái lâu đài ở trong khu này luôn. Để xem lâu đài nó biết ở đâu. Ừ, đi ra khỏi quán xem có vẹo gì. Bye. Godspeed. Godspeed. Check out what I found in that chest. À, hãy kiểm tra xem em tìm được thứ gì trong cái tủ kia. Lại kỹ năng bạn và đồng minh sẽ có thể tránh được đòn tấn công tiếp theo sử dụng một lần. Nice work, Thaynor. Tốt lắm thay nọ. I feel like there's more stuff to find in the Black Lantern. There was some really interesting. Vậy là cả thị trấn này đều tham gia vào cái cuộc thi này và vào cái trò chơi này đấy các bạn. Cả thị trấn tham gia vào đấy. Chứ không phải là gì đâu. Đây này, có một cái hồ, có con rắn đây này. Có cả một cái quán, mình vừa ở quán rượu này. Đây là đường cái này. Đây cái Summer Castle đây đúng không? Ở đằng này là có con nhện. Rồi, con nhện ở đây là cái chỗ đi vào gặp quái vật nhện. Được rồi, tôi sẽ chạy chỗ quái vật nhện xem có cái vẹo gì. Sorry, did you say she's... Could there be something down the alley? It's boring. Yeah, no! Shh, they're here. Woe is me. Woe is me. Đây là... Behold, my love has been slain by yonder người river yêu monster. Tôi vừa bị một con quái vật nó giết. Beware of river monster. Đâu, nhện đâu? Nhện đâu? Ra đây. Chiến nhau luôn, nhện luôn. Ôi trời. Some kind of snake. Rắn trong khổ trong cả. Cái gì thế này? Quái vật thô lốc nét à? Trong khổ. Kìa, thanh niên Rian kìa. Anh kêu Toàn. Ôi trời ơi. Chúng ta phải đánh nó à? Why wouldn't we? Chiến thôi. Nó dễ thương phết đấy. I mean,
It's kind of cute. Trông nó dễ thương nhỉ, em nhỉ. What are you talking about? Chị đang nói cái gì vậy? Chết. Đang chơi trò chơi chúng nó còn nhấm nháy nhau, có chết tới không? Khổ thân cháu Ethan. Nó đang tấn công. Chúng ta làm gì đấy chị? Dùng chuông. Đúng rồi, mình đã ông kêu cho cái chuông. Ophidian chime. Đấy, mình sẽ khiến cho nó buồn ngủ. Snakes within hearing must fall asleep. Ông chủ cửa hàng cho mình cái chuông. Pretend that's a low sound. Snakes' ears are internal, so they can't hear. Rắn. Nice. Nó bảo là rắn có tai trong cái gì khó nghe nên phải giúp ở gần à. Rồi ngủ rồi. Lại rơi đồ ra rồi. More loot. All right. Let's make some ears bleed. Ôi, một đống kỹ năng này thì ai chơi? Wait. What's that? Đây một viên ngọc đầu tiên này rồi, màu xanh đi rồi. It's like a dragon scale or something. Maybe it's got magical powers. Let's hang on to it. Đây viên ngọc yeah. màu xanh đầu tiên. MU có thể 200 anh em, MU đá với cả bọn đội nào đấy anh em? That was so smart of you. MU đá cả đội nào mà thấy anh em có vẻ sung sướng khi mà thắng vậy? Có thể cho tôi hỏi là MU thắng đội nào được không? MU đang đá đội nào? Okay. We handled the river. Chúng ta giải quyết được con mãng xà ở hồ rồi. Giờ quay trở lại đây. Young boy à? Ôi dồi ôi, đại gia thì đại gia young boy hả? Phải vậy? Ui, MU thắng được thắng cả young boy cơ? Mẹ kinh đấy chứ. Young boy bây giờ thua, có khi là thua kém, chỉ thua mỗi PSG về mức độ giàu có thôi. Giá trị cầu thủ chắc chỉ thua mỗi Man City. Kinh mà. À đấy, thảm nào anh em vui mừng. Đại gia Young Boy thì kinh rồi. Bây giờ mình sẽ đi đến ở đằng kia, mình rẽ bên trái đi vào cái lâu tòa lâu đài. Go get him, Ethan. I'm Thanor. Aren't I supposed to be the one? Young Boy hình như vô địch C1 20 lần hay sao ấy. 19 lần liên tiếp mà anh em. Vượt hơn cả Rayan mà. Kinh đấy. Chả hiểu chỗ này nó bảo mình là chỗ này nó có cái lâu đài, có thể có cái lâu đài quái ở đâu. À, chỗ này đúng là có lâu đài thật mà. Chỗ ông vua đang đứng. Không phải. Giờ đi đâu đây? Let's go to the peach. Peach, peach, peach. It's cute, right? Peach là đi ra cái chỗ gì hả anh em? Peach là ra chỗ gì? Got another scroll. Cool. Không xem bóng đá thì biết làm sao được Young Boy? You're responsible. We're like master scroll seekers. Yup. Chỗ step hả? Chỗ step là cái chỗ cửa hàng đĩa đúng không? Có phải quái đâu. Step ở chỗ nào ấy chứ? Thảm nào anh em fan MU thấy có vẻ coi như là sung sướng tột đỉnh, coi như là sau khi mà MU dẫn bàn. Đúng rồi. Everything okay? You seem pretty. Ông này là chuyên đi rèn vũ khí đây. Grumpy. Chồng. À, vào đây. Đây là cửa hàng chuyên bán pháp thuật. Please knock twice. Gõ cửa hai lần. Go for it. Mm.
Monster or mortal? Mortal. Quái vật hay là con người? Tôi là con người. Come in. Vào đi. Bay en tuổi lờ. Ôi thật buồn cười nhở. Sao anh em lại cứ tỏ ra bực mình thế nhở? These are dangerous. Khổ, không hiểu luôn. Welcome. Tôi đang coi như là khen ngợi MU đang thắng được đội mạnh. Oh. Chiến thắng oanh liệt. Thế nào anh em lại quay sai game lại chửi bay em của tôi? Anh em buồn cười. Bây giờ tôi có câu nào coi như là có câu nào nói xấu MU của anh em đâu? Anh em buồn cười thật. Đây, này là chuyên bán phép thuật. Kinh đấy chứ. À, xem là có cái vẹo gì. The streets used to be full of people. Ở đường trước đây là rất là đông người, giờ chết hết. À đây, có cái gì đây? Viên ngọc kìa. Sapphire's right there. Xin viên ngọc xem nào. 10,000 tiền. Was I too generous? It was originally 20,000, but đáng lẽ nó có giá đến 20,000 cơ. Never. Would you consider giving us that? Bà có thể cho chúng tôi được cái viên ngọc đấy. À, cái gì đây? Nếu cưới tôi á? Hả? Lại cắt kéo à? In exchange for cho một thứ quý giá hơn được không? My hand in marriage. Cưới. All of its associated benefits. Có muốn cưới tôi không à? What? Xít xò tham rồi. Cái này không có trong kịch bản. Chuyện này là thật à? Khổ cháu e than của tôi. Tôi sợ là tôi không thể đồng ý được. Này, tôi chơi kiểu này cảm giác Alex nó cứ kiểu lẳng lơ nào nhỉ anh em nhỉ? Lúc nãy thì coi như là cơm chó với cả anh Rian, xong vào đây lại mời em Step ạ. Chúng tôi cần cái viên ngọc này ngay lập tức để đánh lại con quái vật. Tôi nghe nói là có con cá thần kỳ sống ở cái dòng sông ở gần đây. Bring me back one of its scales. And I'll give you phải mang vây hay là mang cái gì của nó về. Sẽ đưa cho mình cái viên kia. Vẩy cá hay là cái gì? One magic fish scale. Đây, lấy cái vẩy cá rồi đây. Tuyệt vời. Hóa ra lúc nãy là đánh con cá đấy rồi. Then here's my end of the bargain. Đưa viên ngọc luôn. Thế là mình còn hai viên nữa à? Khiếp. Chú tham lam vừa thôi. Thì thế tôi mới bảo là nãy giờ tôi chơi này cảm giác thấy Alex ấy lẳng lơ nào. Giang Lê, giờ mình mới hiểu cắt kéo là gì. Lê ơi, hay là Giang ơi, em hiểu cắt kéo là cái gì? Em làm sao đấy? Mọi người đang cắt kéo là mọi người đang nói đến cái vấn đề là cái kéo cắt giấy mà. Em nghĩ đi điều đã Giang Lê. Ôi, quả đàn này kinh đấy chứ. I guess some heroes are into bards with flashy guitars. But I'm glad Thanor has better taste. Ở đây có mấy cái giấy, người ta cắt giấy ra để làm mấy cái quyển sách phép, tờ giấy phép cho nhân vật người ta chơi. Chả hiểu nghĩ ở đâu ra cắt kéo cắt kiếc cái gì. Tôi tên Giang, tôi cũng nhột. Cắt kéo là một chiêu trong nhảy hip hop à? À. Thế nào bây giờ tôi hỏi anh em, anh em ủng hộ hướng nào đây? That was a cool store. I liked the instruments. Cắt kéo hay là giã gạo đây? Thì anh em nói một câu để tôi còn biết đường tôi chơi, có về sau lại bảo là lựa chọn không nghe theo lời viewer. Bây giờ anh em định đi theo hướng nào đây? Cắt kéo hay xã gạo, anh em luôn một câu cho nhanh nào.
cửa hàng hoa. Mind if I duck in here a second? Chị vào đây một chút được không? Mình vào hỏi Riley một chút về cái USB. I have to chị cần có chút việc liên quan đến cái nghề nghiệp của chị. Membership. Yeah. Okay. Giã gạo, cắt kéo, giã gạo. Cảm ơn em Jisoo. Hồi trước cắt kéo rồi thì giờ giã gạo thôi. À. Hay là vừa cắt kéo vừa giã gạo. Cắt kéo xong giã gạo. Giã gạo xong cắt kéo. Tình cảm game Jisoo. Tội gì? Chúng ta có lựa chọn mà. Tại sao chỉ phải một nhỉ? Hey there. Chào em. À chào cậu. Khi nào con này nó cứ cười nó dở hơi. Rồi hỏi xem có biết gì về cái USB không. Any luck with the USB? USB thế nào rồi? Not yet. Chưa xong đâu. Sẽ mất nhiều tiếng đấy. Nếu chúng ta may mắn. Chơi trò mò bắt đuốt à? If you want to check it out, it's running. Nếu mà cậu muốn kiểm tra thì nó ở ngay trong cái máy tính ở trong bên kia. Nhưng đừng có động vào cái gì cả. Ok, cảm ơn cậu. You don't have to thank me. Không cần phải cảm ơn tớ. Nó điều nhất tớ có thể làm được cho Gabe. Actually, it's kind of ngoài ra chuyện này cũng vui mà. I didn't realize you were so good with computers. Tớ không ngờ là cậu lại giỏi với cái trò máy tính như vậy. Civil engineering or maybe robotics? Kinh vậy, em lại học theo ngành robot cơ. Kinh đấy chứ. Anyway, không chỉ là IT đâu nha bạn mà còn là ngành robot thuộc IT luôn. Vua trong vua của mọi nghề luôn. Hỏi xem thằng Matt là như nào rồi. How's Mac doing? Matt là sao rồi? Tớ không thấy anh ấy đâu cả. Oh, he's around. Anh ở xung quanh thôi. We're going through another rough spot. I'm leaving soon and he's not taking it too well. Tớ sắp rời khỏi nơi này và anh ấy tỏ ra không thích điều đấy lắm. Bọn tớ đang ở trong cái trạng thái khó khăn. Riley sinh nhỉ? Let's talk later. Thôi nói chuyện sau. I'll let you know if I make any progress. Không hiểu sao em Riley sinh như này, bông hoa nhảy cắm bãi cứt trâu, đi yêu cái thằng Mark ấy được. À mà không, nó Mark Zuckerberg thì chả yêu, giàu đúng. Mà tôi nghe nói giới trẻ bây giờ là còn phải là xài MacBook để có như chứng tỏ giàu thì đúng rồi gì nữa, xài Mac thì cái gì đây? I will definitely not touch this. Đây đang mò password bằng cách coi như là test từng trường hợp ạ. À. Ôi rồi tưởng IT giỏi thế nào, hóa ra là chơi cho đoán password thế này à. Đoán thế này mà nó chơi cái password về khoảng tầm 10 từ thì có mà mò đến lúc chết thì mới xong à. Tưởng IT giỏi thế nào. This is just so nice. Bà Eleanor cho con này tiền để mua máy tính mới. Kinh quá nhỉ. Chơi kiểu nông dân thế này thì tôi thật. Phát 516. Ừ, 516 thì mò nhanh. Chơi ở đây chơi kiểu vét cạn thế này thì mã không có mà vét. Tôi cứ tưởng là cao thủ IT thì sẽ kiểu như là sẽ phải có cái trò gì đấy, ví dụ như là hack hay làm nào để hack vào máy của con Diane để đoán password chứ mình theo logic chứ ai bây giờ đi mò thế này thì chịu luôn đấy. Nó chơi khoảng tầm 10 ký tự thì chắc là mò đến khi già chưa xong. Nó cắt nát cả kéo vẫn chưa xong luôn đi. Ừ,
bây giờ đi đâu nữa nhỉ? Cái đoạn này nó làm nhiều khê quá, không hiểu luôn ấy. Đang còn đang bận coi như là điều tra coi như là về cái chết của ông anh như thế nào. Cảm ơn anh em Jisoo. I feel like there's more stuff to find in the Black Lantern. Looks like you dropped something, Diane. Nó bảo là nó muốn vào thêm ở trong cái cửa hàng này. Có gì nữa không nhỉ? Cảm ơn Định Hugo. Sao lúc học không cố gắng mà để lúc trượt mới thấy xấu hổ với gia đình Hoàng Thái? Sao tự nhiên Hoàng Thái ở đâu đây? Thái ơi, mình đang chơi cái trò này mà sao tự nhiên lại trượt với cả lỗ cái gì đấy? Đây có cái mẹ gì đâu. Này hết rồi. Còn cái hộp á? Hộp nào? Someone knows how to keep Thanor busy. Có cái hộp kế bên ông già mở ra có ngọc à? Ngon. Đây á? Ừ đúng rồi. Đây chăng? Ừ. Có con rồng nó canh. Thanor. Thấy nó. Did you see this? Em có thấy thứ này không? It's got to be it. Chắc chắn là nó rồi. Thế là cả thị trấn phải nghỉ làm một hôm để làm trò chơi cho thằng bé này chơi hả? It's one of the jewels. Thị trấn công nhận là tốt thật đấy nhở. Đúng là kiểu một cái thị trấn ở cái khu vùng sâu vùng xa ấy, kiểu những người dân người ta quen biết với nhau ấy, thành ra mới thế này được. Chứ tôi thật với anh em luôn, cái tầm này lên thành phố, thử bảo một khu phố coi như là chả là ban gì một hôm để dựng trò chơi cho thằng bé con thì chắc. Rồi đấy là cái thứ hai rồi, tôi cần một cái nữa thôi là xong. Sống tình nghĩa nhân văn. Nhân văn thao. Thành phố tôi thật với anh em luôn chứ tôi vẫn còn nhớ cái khu nhà cũ của tôi ngày xưa ấy, cách đây khoảng tầm 20 năm, hơn 20 năm, lúc đấy hàng xóm hàng xiếc là gần như là thân thiết với nhau lắm. Ví dụ như là có món ăn gì ngon hay là kiểu có thứ gì đấy chia sẻ trong cuộc sống là cũng hay sang nói chuyện. Rồi là hay kiểu một ngày bình thường thôi khéo hàng xóm cũng sang nhà nhau để mà kiểu nói chuyện ấy. Nói chuyện nói kiểu gọi là tâm sự bình thường thôi, nói chuyện vui các thứ ABC. Bây giờ nhà nào biết nhà nấy, khéo thuộc được những, còn chả biết là ai ở trong xóm mình có những ai luôn đi chứ. Nhà nào ai ở, lý lịch như nào ngày xưa biết hết, bây giờ biết khối. Đô la. Ngon. Did Ethan drop this? Những cái game Kha Lê. Chỗ em vẫn thế mà, à thế à? Nếu mà chỗ anh em cũng thế thì là chúc mừng anh em, bởi vì là như vậy là cái khu phố đấy cũng sống với nhau cũng lâu ấy mà không. Khu đấy cũng sống với nhau, chứng tỏ sống với nhau từ lâu đấy. Và không có sự thay đổi gì mấy. Chứ còn những cái khu mà kiểu có sự thay đổi, có người đến và người đi ấy, thì khó lắm. Cảm ơn anh em Jisoo. Thì khó biết nhau lắm. Bây giờ ra cầu hả? Ok, ra chỗ cây cầu. Em ở nông thôn cho nên còn hay mà. Nó là cái hay mà. Bởi vì tôi thật với anh em luôn là các cụ có câu rồi. Bán anh em xa mua láng giềng gần. Nhiều khi có láng giềng, có hàng xóm mà mình quen thân, thân thiết ấy, giúp nhau nhiều việc lắm chứ. Có vấn đề gì chứ giờ ai. Ôi trời ơi, khổ thanh niên Rian trong cái gì đây. Ôi trời ơi. Yêu tinh. Trôn. Cái nói nhờ có, anh ta có một cái
viên ngọc ở trên bụng kìa. Các người thích cái thắt lưng của ta không? Nó được làm bằng da người đấy. Chúng ta làm gì đây chị? Chúng ta đốt lót nó thôi. Bỏ thêm tí tiền lấy cái ruby đi em. Got my attention. Bao nhiêu tiền đấy? How much? Ta chú ý rồi đấy. 3 gold. 3 sẻng. 3 gold. 3 sẻng. That's it. Thế à? Chỉ có thế thôi à? Ta sẽ ăn thịt tay ngươi. Chồng. Xem nó đi ai ngờ tội định xem. À, tấn công đầu tiên là mình trước. Mình búp trước. Búp cái này. Stirring him. Double Feanor's next attack. Tăng gấp đôi đòn tấn công thường. Bố láo này 4 damage luôn. Đau chưa? Throwing rock. Ném đá. Úi giời. 2 damage. Có phép thuật gì không? Từ từ đã. Cái này là cái gì? Scroll of nimbleness. Plus one dodge à, to us. Cộng thêm một khả năng tránh đòn. Burning blade. One damage. And you're on fire for the next two turns. Đánh đi, tao sẽ tránh. Ơ? Mình đã đánh quái đâu? Horrid disharmony. Three damage. Ba đà mết. Throwing rock. Dodge. Ném trượt. No damage. Tao đót đồ rồi. I'm still on fire. Lại bị cháy, thanh kia vẫn bị cháy. Rồi bây giờ mình Alex. Tăng gấp đôi đòn tấn công được. Stirring him. Double Feanor's next attack. Ê than. Attack thường. 4 damage luôn. Bồ láo này. Thế mà thằng kia vẫn chết máu cơ. Stunning punch. Ây da. Stunned. Thôi chết rồi, mình bị sờ tun rồi. I'm still on fire. Mình phải dùng đồ. Advantage. Scroll of advantage. Có thêm we một lượt extra turn. Chiến đấu nữa. Mình có cái đồ gì? Fire blast. Đấy. Trôi đi. Fire blast. 3 damage to you. One to her. Sorry. Worth it. Chơi cả chị luôn. Ơ rồi, xong rồi. Ôi dồi ôi. Game bị trả gục. Chịu. Đáng lẽ con game này nó làm cái đoạn này nó nên làm thêm hiệu ứng hiệu huyết ý. Thì sẽ hay hơn. Mặc dù là giả vờ thôi mà có thể thêm hiệu ứng hiệu ủng. Rồi. We've got all three. Quay về chỗ ông vua. Yep. Okay. That troll was scary. I admit it. Nothing to admit. It's just facts. Being scary definitely lends a battle advantage. She's my fine work. No one. Thêm một tí hiệu ứng nữa thì đẹp. Cũng có sao đâu, vì đằng nào nó cũng là giả lập thôi mà. Thêm cho nó vui cũng được, chả ai trách móc gì. Hiệu ứng vào lại bảo game ảo ma Canada. Ơ, đâu nhỉ? Cái chỗ lão vua cái đứng ở chỗ nào nhỉ? Quên bố mất đường chỗ đấy thôi. Hey hey. What's all this? Too busy to talk right now. Sorry. Trước mày đi đường nào mà mình mò được cái chỗ này nhỉ?
Làm sao để... Hả? Cái gì đây? Chùm cuối đây rồi. Oh my god. Mẹ em đây rồi. Thaynor, the monster slayer. Thaynor giờ Mantoso lấy ơ, cậu cuối cùng cũng đã đến rồi. Do you remember me from your past adventures? Cậu có nhớ tôi không? You're Notheria. Bà là Notheria. Thần rừng. You have done well on your cậu quest. Đã làm rất tốt. Khu rừng đã nhận ra. Nên tôi tặng claim. Cậu một món quà. Nhìn kìa. Gì đó? What is that? The sky sword. Kinh quá nhỉ? Thanh kiếm. The sky sword of power. Sky sword. Same as I drew in the comics. Kinh thiên kiếm à? It's got the pincer and the same grip. Kinh and đấy. It's got this part for the jewels. How do they do it? Rút ra thôi. Can I really take it? Em thực sự có thể cầm được nó sao chị? Sử dụng nó đi em. Promise me you'll only use it for good. Hãy dùng nó vào việc helping tốt nha em. Stuff like that. Giúp người khác nhé. Okay. Excalibur, Excalibur, ỷ thiên kiếm. Hôm trước tôi đọc lại ỷ thiên đồ long ký gắn ba viên ngọc vào đây. Lại coi như bồi hồi tiểu chiêu anh em ạ. Không hiểu sao tôi đọc mấy chuyện của Kim Dung ấy, nhiều khi tôi đéo thích mấy nữ nhân vật chính đâu. Thí dụ như là Tiếu Ngạo Giang Hồ thì có thể là tôi lại thích Nghi Lâm đấy. Ỷ Thiên Đồ Long Ký tôi thích Tiểu Chiêu đấy. Nhiều khi lại buồn cười thế. Thiên La Bát Bộ thì tôi lại thích Mộc Uyển Thanh đấy, chứ tôi lại đéo thích nhân vật chính. Không thích Vương Ngữ Yên hay là Triệu Mẫn hay là cô cái gì. Kiểu tính mình nhiều khi lại thế cơ. Ây là thế nào mà biến ra coi như là cảnh thật này. Biến ra cảnh thật luôn rồi kìa. Kinh. Gớm đấy. Như Skyrim ý nhỉ. A song if you please. Hát cho em nghe một bài đi chị. Mộc Uyển Thanh ngon mà. Ồ thì trong đấy em nào chẳng ngon. Tôi thật với em luôn, em nào trong số mà tôi vừa kể chẳng ngon. Có điều đéo làm nhân vật chính thôi. Chứ còn ai chẳng. Một người là coi như công chúa Ba Tư. Mà anh em phải hiểu là coi như là Lai Ba Tư thì xinh như thế nào. Một người thì cái gì cho ai nhìn thấy sắc đẹp là người đấy một là phải chết, hai là lấy làm chồng. Một người thì Nico xinh nhất coi như là phái Hằng Sơn. Chùm cuối đây rồi. Chắc lại Rian. Ông này hóa ra chính lão vuội là chùm cuối à. Ta sẽ lấy cái thanh kiếm đấy và cả mấy viên ngọc nữa. Storm Rider, đây là Storm Rider giờ undead. I should have known King Tabor was you all along. Đáng lẽ tôi phải biết là ông đã giả dạng vào nhà vua. Các người là đồ ngốc. Chúng mày đã lấy coi như cái viên ngọc này mang thẳng đến chỗ tao. Mình phải trấn an thay no. We've gotten this far. Chúng ta sẽ đánh bại được lão ta, yên tâm đi em. Give them to me. Úi dồi ôi, hiệu ứng kinh đấy chứ. Plot twist anh em ạ, plot twist. Game này kinh phết. Final Fantasy là gì? Final Fantasy 16 đây chứ đâu. Ấy, bạn trông kinh không? Kamezoko, Kamezokiet cũng có cả một cánh máu luôn này. Đấy, bây giờ chuyên nghiệp phết đấy chứ, không công nghiệp ở đâu. Mình cứ đầu tiên là mình cứ magic. Cộng cái này. Đấy. Game ngay từ đầu thì này có phải kinh không?
So chai up what? Strike of wrath. Ui xôi ôi. Ấy da. Ấy da. Thay đổi hết máu, mình phải hồi máu. Healing serenade. Ơ, sao không hồi máu cho thằng Thanos này là sao? Đùa nhau à? Từ từ đã. Scroll of nimbleness. Burning blade luôn. Burning blade. Trượt rồi. Làm gì cho đời. Cháy chưa? Stirring him. Scroll of healing. Rồi, đầy máu rồi. Cái này đánh đấm gì nữa? Ôi dồi ôi. Ăn đòn này. Unholy lightning storm. Death to all who defy me. Ấy da, kinh đấy chứ. Kinh đấy chứ. Nó dập được lửa. Thế này thì còn chơi bời gì? Ôi dồi ôi. Stirring him. Quá đơn giản. Kéo dài thời gian thêm tí cho ăn quả câu lửa. Bồ láo này. Thôi Alexandra kết thúc vấn đề. Kết thúc vấn đề. Hơi dễ nhé. Một một rồi hả anh em? We did it. Chúng ta làm được rồi. Em không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Epic luôn. Quả là một trận chiến coi như là tuyệt vời em ạ. Nhưng mà phần hay nhất là đi tìm cái gì đấy? Tiếng gì đấy? Còi báo động. Thằng bé sợ, mỗi lần nghe cái tiếng còi báo động lại nhớ về cái đêm ngày hôm đấy, nó sợ. Shit. Gabe's dead. Anh Gabe chết rồi, anh Gabe chết vì mình. Đó lỗi của mình. Mình đã giết anh Gabe. Mình giết anh ấy. Ôi giời ơi, khổ. Tiếng còi ở mỏ, thằng bé nó lại nhớ lại. Listen to me. Nghe chị này, nó không phải lỗi của em. Không phải đâu. It wasn't. Okay. Okay. Không phải đâu em. It wasn't. Một một thì nói chung là chuyện cũng là bình thường thôi anh em, bởi vì là MU với cả Young Boy đều là hai đại gia trong làng banh nỉ. À quên, đại gia trong làng banh bóng nên là cũng bình thường thôi. Nó cũng là cái sự phản ánh chân thực. Cầm hòa đại gia Young Boy làm thành công rồi. Bayern của tôi cũng chả mong gì luôn. Ấy da.
Hóa ra là chắc lốt à đó. Là chuyên điêu khắc à? Hey. Thanks for coming. Of course. Ethan's dad already picked him up. Yeah. Bố của Ethan đến đón. Tức là bố của Ethan là bà này ly dị, nhưng mà cứ hàng tuần là bố của Ethan đến đón đi chơi. Chị muốn nó cảm ơn em. Ethan rất là cần thiết cái ngày như ngày hôm nay. It was a group effort. Em rất vui đã được giúp được chị. He thinks the world of you, you know. After everything, I think. Sau tất cả mọi thứ, chị nghĩ rằng em mới là người anh hùng của thằng bé đấy. Sort of mine. Thấy ạ. How creative he is. You must be so proud of him. Chị phải tỏ ra tự hào về thằng bé, rất sáng tạo. Thằng bé rất vui khi thấy chị ở trong cái trò chơi đấy. Maybe, but I think he was happy to see you in his world. Sorry, I'm sorry. Chị xin lỗi. Sao đấy? I'm okay. Tự nhiên khóc chắc buồn, vẫn buồn mà. Alex, don't mind me, okay? Just. Đừng. A lot going on. Đừng nói gì với chị nữa, nhiều chuyện xảy ra quá em ạ. Người yêu vừa bị chết thì chả khổ. I don't mind. Em không phải làm phiền dâu chị à? Chị có muốn nói chuyện tâm sự với em không? You're really sweet. Em rất ngọt ngào. I'm okay. Nhưng chị ok. Cảm ơn vì em đã qua đây thăm chị. Gặp em ở cái lễ hội nhá. Chị thực sự ok chứ ạ? Charlotte, em có thể chắc chắn với chị là... Ôi dồi ôi, ta bảo không. Mày không nghe gì à? Ủa, chứ kinh vậy. Kinh vậy. Gì ghê vậy? This was a mistake. Where did that anger come from? Cơn tức giận đấy từ đâu đến vậy? Kiểm tra cái xem nào. Xem mà tại sao lại tức giận. Tự nhiên lại rây lên chả hiểu. Cảm nhận nỗi tức giận xem sao. Mất cây hàng thịt lại chả cáu. Đấy, Dương Tùng. Đấy anh em xem. Ủa, kinh vậy. Sụp đổ hết luôn. Ghê vậy. Kiểu này là kiểu tức giận với mọi thứ ấy. Muốn phá tan tất cả. Kinh. Chắc mờ u hòa nên cay Hưng Nhật. Cái gì kìa? Có cái tượng gì đằng kia ấy? Mình rơi vào bên trong không gian của Chắc Lốt rồi. Her anger is so intense. Đây, đi tìm xung quanh xem nguyên nhân của cái cơn giận này là cái gì. Gì đấy? Tượng gì nhìn kinh này. Alex, Alex, đó là lỗi của mày. Mọi người đều yêu mày. Ôi lỗi. Tao thấy mọi thứ đều như cất khi mà mày đến vào cuộc đời tao. Là sao? Ôi lỗi, chắc luôn ghen với cả. Ghen tức với cả ấy. Còn đang đẽo luôn cả hình của Alex luôn. Ai? Cái gì đây? Mẹ con chắc luôn kinh vậy. Mẹ ngoài mặt thì tốt đẹp, trong lòng nó ghen tức cả. Nó chửi thẳng cổ luôn ạ. Có anh em Jisoo. Ryan, đó lỗi của ai cả lỗi của mày nữa. Mày phải bảo vệ bọn tao chứ. Không phải sao? Chửi cả Ryan luôn. Chị điên lên, chị đổ tội tất. Gà bé, đó là lỗi của anh. À, sao anh đến với em rồi anh lại bỏ em một mình? Kiểu đau buồn quá sinh ra nóng giận thôi anh em ạ.
angry at cô ấy tức giận với tất cả mọi người xung quanh cô ấy. Nhưng chắc chắn phải còn một thứ gì đó nữa ở đây. Đây chắc là thằng bé ấy đây đúng không? Thằng bé Ethan đây đúng không? Cái gì đây? Chuyện quái xảy ra với mình thế này. Mình không thể để mình có cái cảm xúc như thế này được. Sao mình lại trở thành con quái vật thế này? À, chính Charlotte cũng đang coi như là kiểu không chấp nhận được cái suy nghĩ như vậy, nhưng mà không thể thoát ra được. Kiểu chính Ethan là lỗi của con. Sao mày không chịu nghe lời mẹ mày? Ôi trời ơi, gõ nát bố cả mặt con luôn. You're angry at him. Chị tức giận Ethan. Ethan. Chị đổ tội cho thằng bé. Blame him. Nhéo gì? I'm a bad mom, Alex. Chị là một bà mẹ tồi, Alex ạ. Charlotte. Điên lên rồi. Điên lên. Chị ghét nó, Alex ạ, chị ghét con trai chị. What the hell? He's sweet. Thằng bé rất ngọt ngào, rất là sáng tạo. Cũng là cái thứ quý giá nhất trong vũ trụ này với chị. Thế mà chị lại ghét nó. What? Đã rất lâu rồi chỉ có nó và chị. Rất lâu rồi chị mới học được cách để mà có thể ok với cuộc sống như thế. Nhưng rồi đột ngột Gabe xuất hiện. I can deal with hating Ryan. Chị có thể coi như là or even Gabe. À, chị có thể coi như là chấp nhận chuyện này, nhưng Ethan, đáng lẽ nó phải nghe lời chị. Nếu nó nghe lời thì Gabe đã còn sống. If he had just listened. Hiểu hiểu vẫn cứ đổ tội Gabe cho con trai à. It all comes back to that. Mình sẽ nói là cảm xúc của chị là có thật à? Hay là hành động của chị? Tức là kiểu vừa giận nhưng mà vừa thương. Vừa giận con trai mà vẫn thương, không làm thế nào được. Cảm xúc là quan trọng đúng không anh em? Hay là hành động là quan trọng? Tôi chả hiểu phải chọn cái nào nữa. Hành động là quan trọng hay là cảm xúc là quan trọng? MU lại 2-1 rồi à? Kinh vậy. Cảm xúc à? Ok. Cảm xúc nhá. Makes more sense than you think. Những gì chị cảm thấy là coi như là pain matters too. None of it fucking matters. Ủa, chuyện này chẳng có gì quan trọng nữa. Anh ta chết rồi. Chị cũng ước gì chị cũng chết. I wish I were too. This anger could kill her. Cơn giận này có thể giết chết cô ấy. Mình có nói gì không thể giúp được. I could just. Hay mình lấy luôn cơn giận này đi. Lấy thế nào? Tự mình hấp thụ à? Alex sẽ hấp thụ. Chịu cơn đau này thay cho thay cho Charlotte. Kinh vậy. I can do it. Mình có thể làm được. Mình có thể lấy cơn giận của chị ấy, lấy nỗi đau của kẻ khác cho mình gánh chịu thay này. Thì Alex ngang với lại Phật rồi còn gì nữa. What would it do to me? Nhưng chuyện này sẽ xảy ra như thế nào với mình? Should I? Mình có làm được không? Kinh vậy. Thôi, có siêu năng lực thì phải giúp người thôi anh em. Có sức mạnh thì phải chơi thử luôn thôi. Lấy luôn. Lấy luôn. Sợ gì? Chơi đi. Áp vào đây.
anh em chưa xem Người Nhện à? Chúng ta có được siêu năng lực có nghĩa là trách nhiệm của chúng ta cũng cao. Lời nói của chú Ben. Alex. Rồi, hút xong rồi. Bà okay. Chắc nó không biết gì luôn chứ. Em ổn. Are you em ổn okay? Thật à? À chị có à, chị ổn chưa chứ? Yeah. Ừ. Yes, chị đoán thế? I... Cơ, trông cơ, mặt cơ. Think so. Đờ ra cơ. Khổ. Nó hút hết rồi mà. Chị có làm em sợ Did không? Chị xin lỗi. Chị không biết chuyện xảy ra với Alex, chị nữa. I'm not sure what came over me. Không phải lo đâu It's chị ạ. Really okay. I'm a big girl. Em không có vấn đề gì, em chịu được. I wrecked my sculpture. Chị đã làm hỏng mất cái tác phẩm của chị rồi. Nhưng lúc đó chị đã cảm thấy thế nào? Chả hiểu luôn. Khổ. Không biết là chuyện gì xảy ra luôn. Hey, về nhà đi em, trông em kiệt sức rồi. I'm serious. It's chị okay. Nói thật đấy, ổn mà. I'll see you tonight. Chị gặp em tối nay. Hút vào mà thấy Alex vẫn như không nhở? Quả hả, khóa công đại pháp mẹ kinh đấy, hay là Bắc Minh thần công thì không biết. Không, cái này là võ môn chính phái các bạn, Bắc Minh thần công không thể là hóa công đại pháp được. À, Step đang ở nhà. Lại gặp Step rồi. Lại xít sô tham rồi. À đấy, cả hai đứa này đều ở đây. Cả Rian. Finally cracked it. Hey Alex. Mọi chuyện với Chắc Lốt sao rồi? Alex. Em nghĩ rằng là chị ấy sẽ ổn thôi. Nói thật là em còn không muốn nói về chuyện đấy nữa cơ. Lôi thôi, nó điên lên, nó lại tát cho anh Ria. Lôi thôi, sờ vào tát cho thì. Ok thế, không vấn đề gì. Em không muốn nói thì thôi. Hãy cho em biết đi, cái USB đã mở được USB chưa? Vẫn chưa, nhưng Alex. Alex. We found a recording of Gabe's call. Ôi, bọn tớ đã tìm được cái bản ghi lại cuộc gọi của Gabe vào đêm ngày hôm đấy. Tớ phải nghe cuộc gọi đấy thôi. Xem cuộc gọi ngày hôm đấy như nào. I need to know. Mình cần phải biết. Okay. Thôi anh em ạ. Hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi. Hôm sau chúng ta sẽ cùng nghe bản ghi âm lại cuộc gọi của Gabe vào đêm ngày xảy ra tai nạn, để xem có những chuyện gì đã xảy ra. I need to know, which means rất cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Nhưng 1:30 rồi, đến lúc quy định nghỉ rồi. Bye bye. See you again. Bye bye game.